bệnh tật tỉnh. Nếu hai đơn vị này được đưa vào hoạt động, thì tổng số mẫu xét nghiệm của tỉnh có thể đạt từ 1.200 đến 1.500 mẫu mỗi ngày. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đề xuất các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh, nhất là việc không mang khẩu trang ở nơi công cộng. Với việc dỡ bỏ phong tỏa, công nhân các nhà máy ở Phnom Penh và tỉnh Kanda đã được phép đi làm luân phiên 2 tuần trong tháng. Những nhà máy đã có 80% công nhân được tiêm vaccine COVID-19, dù là mũi đầu tiên sẽ được miễn áp dụng quy định này, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ, chúng tôi có thể làm việc để nuôi sống gia đình. Theo văn bản hướng dẫn chi tiết hoạt động sau dỡ bỏ phong tỏa, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã phân chia các vùng theo màu để quản lý. Cụ thể, khu vực vàng cho phép đi lại bình thường và phần lớn hoạt động kinh doanh được mở lại. Trong khi đó, người dân khu vực đỏ và khu vực vàng sậm sẽ phải ở trong nhà trừ những hoạt động đi lại thiết yếu. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm vẫn được áp dụng từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau với mọi khu vực. Tính đến trưa 6 tháng 5, Bộ Y tế Campuchia cho biết đã ghi nhận 650 ca mắc mới. Nhịp sống bình thường đang dần trở lại với thủ đô Phnom Penh trừ các khu vực đỏ và vàng sậm. Tính đến ngày 6 tháng 5, Campuchia đã tiêm chủng cho khoảng hơn 1,5 triệu người, tương ứng 15% dân số. Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Campuchia có kế hoạch tiêm chủng cho khoảng 10 triệu người dân. Vào cuối tháng 4 năm 2021, Campuchia xếp thứ 2 trong khối ASEAN về số lượng người dân được tiêm chủng, chỉ xếp sau Singapore. Trần Long, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 5 tới đây, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội Yên Bái và Hà Nội Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những hành khách đã mua vé đi tuyến này với các mã tàu là IB3, IB4, HP1 và LP2 trong những ngày tàu ngừng chạy sẽ được trả vé mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào. Trước đó, thì ngày 3 tháng 5, tỉnh Yên Bái đã có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19. Vào cùng ngày, thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã phong tỏa khách sạn Pao ở phường Cầu Mây, nơi nữ bệnh nhân số 2998 lưu trú trong dịp lễ vừa qua. Toàn bộ nhân viên khách sạn cũng đã được yêu cầu cách ly tại chỗ. Lực lượng y tế đã tổ chức phun khử khuẩn tất cả các điểm đến của nữ bệnh nhân 2998. Thị xã Sapa cũng đã kích hoạt toàn bộ đội phản ứng nhanh, nâng cấp phòng chống dịch lên một cấp và thành lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại khu vực đèo Âu Quy Hồ. Trước đó, vào sáng ngày 5 tháng 5, tỉnh Lào Cai đã nhận thông báo về trường hợp bệnh nhân 2998 đi chuyến bay VN160 ngày 29 tháng 4 với hai chuyên gia ở Trung Quốc đã dương tính với SARS-CoV-2. Khi đi du lịch đến Sapa, bệnh nhân có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp. Theo thông tin tại hội nghị của Sở Y tế Bắc Ninh, đến 9 giờ ngày 6 tháng 5, Bắc Ninh đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, gồm bệnh nhân số 3040 là NDV sinh năm 1973 và bệnh nhân số 3043 là PTH. Hai bệnh nhân trên là hai mẹ con cùng trú quán tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, bệnh nhân 3040 đến chăm nuôi con ốm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Cả hai bệnh nhân này đều có lịch trình di chuyển phức tạp. Trong đêm mình đã chạy tất cả là 926 mẫu xét nghiệm. Và bây giờ thì với cái kết quả như này thì chúng ta sẽ phải tổ chức sớm truy vết tại thành phố, tại Thuận Thành và tại Tiên Du. Ở đây là Tiên Du sẽ là căng thẳng nhất ạ. Vì các ca của Tiên Du là đều theo như cái lịch trình đi lại của cái ông tên Vinh, cũng như là cái ca tên Thùy Linh chúng tôi đang nghi mắc là cũng khá phức tạp ạ. Qua rà soát các trường hợp liên quan đến hai bệnh nhân và những người đã từng đi đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, tỉnh Bắc Ninh phát hiện thêm 7 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm một trường hợp tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, có liên quan đến bệnh nhân 3040 và 6 trường hợp tại huyện Thuận Thành đang được cách ly tập trung liên quan tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Ta cần phải bình tĩnh để xử lý chuẩn xác. Và chỉ có những cái xử lý chuẩn xác thì có bình tĩnh thì mới có một cái giải quyết một cái hiệu quả nó mới tốt hơn. Rồi cũng đề nghị là y tế các đồng chí cho thực hiện cái xét nghiệm rộng và ưu tiên ở những cái xã, những cái địa bàn mà có ca nhiễm và có những cái ca nghi nhiễm. Trước đó, tối 5 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Lương Tài và thị xã Từ Sơn. Cả 2 ca này đều có liên quan tới chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2.
tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh, đồng thời quyết định cho học sinh các cấp tạm thời nghỉ học từ ngày 6 tháng 5. Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sau khi lấy mẫu xét nghiệm với 827 trường hợp có mặt tại bệnh viện, kết quả đã ghi nhận 41 trường hợp dương tính, còn lại âm tính. Trong đó, Hà Nội có 8 ca, 33 ca còn lại ở các địa phương khác. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc tại ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 42 ca. Thành phố đã tiến hành phong tỏa tạm thời 10 khu vực ở 7 quận huyện, thị xã, xác định được 443 F1. Trong đó đã có 2.621 trường hợp tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Thì hơn 2.000 cái trường hợp này chúng tôi cũng đã đang và rà soát tới các quận huyện để mà tiếp tục khoanh vùng, bao vây và có những cái biện pháp trong công tác phòng chống dịch. Chợ đầu mối này, bến xe này, những cái khu vực xung quanh Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chỗ Kim Trung, hoặc những cái khu công nghiệp, còn giờ những khu có nhiều các cái quán bar karaoke, còn giờ những cái khu có người nước ngoài vân vân, thì chúng tôi tiến hành làm các xét nghiệm để đánh giá. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trong khi đó nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây, tỷ lệ F1 trở thành F0 cao. Vì vậy, bên cạnh việc khẩn trương rà soát những người đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 14 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5, thần tốc khoanh vùng truy vết các trường hợp liên quan ca nhiễm, Ban chỉ đạo thành phố yêu cầu người dân hợp tác chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Những người liên quan đến các khu vực Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, tôi lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đó, yêu cầu chủ động cách ly y tế tại nhà và tổ chức cách ly hết sức là nghiêm túc, tránh cái việc cách ly ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng rất là bài bản, đầy đủ các lực lượng, bên trong thì người dân vẫn tiếp xúc với nhau. Đến nay, hơn 200 trường hợp nhập cảnh trái phép đã được phát hiện. Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép, cơ sở lưu trú có chứa người nhập cảnh trái phép và các vi phạm về phòng chống dịch. Riêng đối với các cơ sở y tế, sẽ tái khởi động các biện pháp phòng dịch, đặc biệt kiên quyết thu hồi giấy phép với các cơ sở y tế tư nhân không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc chỉ thị về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và trong đó thì thành phố đã khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài và không tập trung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tiếp xúc với người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở hoặc là các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác, đảm bảo kiểm soát hiệu quả và không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn. Bên cạnh đó, các quận huyện phải rà soát lại các phương án phòng chống dịch, nâng công suất, năng lực về truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị, chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng. Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh, đến 12 giờ ngày 6 tháng 5, tại tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 11 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó thì riêng ngày 6 tháng 5 đã phát hiện 9 bệnh nhân. 9 bệnh nhân gồm 2 bệnh nhân ở thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du. Trong đó thì có anh NDV đến chăm con ốm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, một bệnh nhân tại thành phố Bắc Ninh có liên quan đến ca bệnh ở thôn Kiều và 6 trường hợp tại huyện Thuận Thành đang được cách ly tập trung liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Cả 9 bệnh nhân trên đều được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Bắc Ninh. Hai bệnh nhân được phát hiện vào ngày 5 tháng 5, trú quán tại huyện Lương Tài, thị xã Tử Sơn, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bước đầu truy vết, rà soát, xác minh được 2.732 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Trong đó thì có 354 trường hợp F1, 2.369 trường hợp F2. Hiện nay thì công tác rà soát, truy vết, khoanh vùng dập dịch đang được các tỉnh tích cực triển khai. Sau 15 ngày điều trị men gan cao tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, ngày 5 tháng 5, ông Nguyễn Chí Sơn, Đan Phượng, Hà Nội được xuất viện. Tuy nhiên, liên quan đến lệnh phong tỏa tạm thời tại hai cơ sở, ngày ra viện của ông đã được lùi sang ngày hôm nay sau khi các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính. Ở trong không được ra và ở ngoài không được vào, bệnh viện đây làm rất nghiêm. Và chúng tôi là bản thân bệnh nhân thì cũng ý nghĩa được cái chuyện này là nó rất quan trọng cho cộng đồng, cho nên là chấp hành rất là nghiêm chỉnh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có hai cơ sở khám chữa bệnh. Cơ sở Kim Trung, Đông Anh tập trung tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Cơ sở tại Giải Phóng khám chữa bệnh thông thường. Tại cơ sở Giải Phóng, trung bình lượng khám chữa bệnh của bệnh viện là 500 bệnh nhân mỗi ngày. Như vậy, ngoài phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện vẫn đáp ứng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
Vì vậy, tất cả các nhân viên đều làm việc tích cực, kích hoạt và đưa ra các tình huống đối mặt với dịch để đảm bảo an toàn đối với người bệnh. Sau khi cái việc bùng phát bệnh của ngày 5, thì bệnh viện đã tạm dừng, bên cơ sở giải phóng đã tạm dừng một ngày để tập trung cho cái công tác về tổ chức công tác phòng chống dịch bên cơ sở Đông Anh. Và đến hiện nay thì cái công tác tổ chức phòng chống dịch bên cơ sở Đông Anh đã tạm thời ổn định, nên bệnh viện lại tổ chức khám chữa bệnh bình thường ở bên cơ sở giải phóng. Mọi cái quy trình mà bệnh nhân đến khám tại cơ sở giải phóng đều tuân thủ theo các cái quy định của Bộ Y tế. Ngày hôm qua là nói chung là tất cả bệnh viện ở đây là phun khử trùng rồi thì làm vệ sinh rất là sạch sẽ từ trên tầng mà đổ xuống. Hôm nay tôi đến đây là rất là yên tâm vì bác sĩ và các bệnh nhân đến đây khám và rất là yên tâm và điều trị và bác sĩ rất là nhiệt tình. Cơ sở y tế được coi là nơi trọng yếu để phát hiện sàng lọc điều trị các ca bệnh. Vì vậy, việc các cơ sở y tế chủ động phòng chống dịch, chú trọng xét nghiệm các đối tượng nghi ngờ theo quy định của Bộ Y tế sẽ tránh bỏ lọt các ca bệnh. Sau một ngày thực hiện công tác khử khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, người dân đã hoàn toàn yên tâm khi đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 78 Giải Phóng khám chữa bệnh bình thường. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo, từ 0 giờ ngày 4 tháng 5, xe khách tuyến cố định đi qua tỉnh Vĩnh Phúc, nhất là các vùng có dịch, không được dừng đỗ để đón trả khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Các xe khách trong tỉnh phải khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện, đeo khẩu trang y tế. Xe chở khách đưa đón cán bộ, công nhân không chở quá một nửa số ghế, không quá 20 người mỗi xe. Trước và sau hành trình phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện. Trong khi di chuyển cần mở cửa kính để thông gió tự nhiên. Bên cạnh đó, các xe taxi không chở quá một nửa số ghế, lái xe và hành khách phải thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc thành lập tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách hoạt động trên địa bàn của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vào cùng ngày thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Điệp ở tỉnh Ninh Bình đã cho học sinh của 4 trường trên địa bàn thành phố tạm thời nghỉ học và bố trí học trực tuyến đến hết ngày 9 tháng 5 do liên quan đến một giáo viên được xác định là F1 của một ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Ngay sau khi xác định được trường hợp tiếp xúc gần với F1 thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Tam Điệp đã đưa người này đi cách ly tập trung theo quy định, đồng thời tổ chức truy vết các trường hợp F2 và F3. Phun khử trùng toàn bộ khu vực nhà ở của ca F1. Hiện nay thì đã xác định được 151 trường hợp F2, trong đó có 68 học sinh lớp 4, 73 cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường mầm non Bắc Sơn. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vào sáng nay nước ta có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, nâng số ca mắc tại đây lên 22 ca. Số ca mắc là 3.030 ca, số ca khỏi bệnh 2.560, số ca tử vong 35. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 40.736. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, vào ngày 6 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã thực hiện phong tỏa tạm thời do có liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Hiện tại, bệnh viện đang lấy mẫu diện rộng toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Trong thời điểm chưa lấy mẫu xong và chưa có kết quả xét nghiệm, bệnh viện phong tỏa tạm thời để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo cho bệnh viện. Mỗi một bệnh nhân chỉ được một người nhà chăm sóc và không ra khỏi bệnh viện trong thời gian phong tỏa. Bệnh viện đã được thực hiện phong tỏa toàn bộ khoa thần kinh và lão khoa và khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, bao gồm cả y bác sĩ, nhân viên và người nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19. Bệnh viện Đa khoa cũng là nơi cơ sở điều trị cho các ca dương tính trên địa bàn của tỉnh Thái Bình. 15 xe đặc chủng tiêu tẩy đa năng hiện đại, bình phun khử khuẩn đặc chủng cùng 70 cán bộ chiến sĩ của binh chủng hóa học đã tham gia làm nhiệm vụ. Khoảng 200.000 lít dung dịch chloramin B đã được phun bao trùm khắp các khuôn viên sảnh tiếp đón bệnh nhân, khu vực khám bệnh, khoa cấp cứu, đường hầm để xe của bệnh viện, tường rào, đường nội bộ. Tổng diện tích được tiêu tẩy khử trùng là 150.000 m2. Lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị những trang thiết bị bảo hộ chống dịch mới nhất, có chất lượng đảm bảo, được sử dụng theo đúng quy trình phòng chống dịch. Bản thân anh em đã có ý thức từ các đợt dịch từ trước, thì chúng tôi sẽ có cái nhiều biện pháp. Trước tiên là cái phần ý thức, thứ hai là tự bảo vệ mình.
thứ ba là xác định làm việc trong khu vực nguy hiểm có ảnh hưởng đến tính mạng và lây truyền dịch bệnh tới cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, thì chúng tôi có cái biện pháp bảo hộ cho cá nhân, bảo hộ cho đơn vị, bảo hộ cho phương tiện trang bị khí tài để tham gia dập dịch trong khu vực bệnh viện đạt được cái mục đích yêu cầu đề ra. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội đã thực hiện phong tỏa trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 5 tháng 5. 400 cán bộ công nhân viên của bệnh viện đang thực hiện cách ly tại đây. Trước diễn biến phức tạp của dịch và biến chủng của virus SARS-CoV-2, Binh chủng Hóa học sẽ tổ chức huấn luyện bổ sung cho các cán bộ chiến sĩ, bảo đảm hóa chất, dung dịch, phương tiện trang thiết bị tốt nhất, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở y tế. Quý vị, ngay sau khi nhận được thông tin xuất hiện chùm ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thuộc Bộ Y tế, vào chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại cơ sở bệnh viện ở Kim Trung Đông Anh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đặc biệt tại tuyến đầu chống dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đã xuất hiện những trường hợp dương tính là bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Thành phố đã thống nhất với Bộ Y tế tạm thời phong tỏa để khống chế dịch và đảm bảo an toàn cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Đây cũng là cách để ngăn chặn dịch lây lan ra ngoài cộng đồng. Đồng thời khẳng định, mặc dù nội bất xuất ngoại bất nhập, nhưng thành phố sẽ đảm bảo cung ứng tất cả những điều kiện để bệnh viện yên tâm chống dịch. Tất cả đều phải nêu cao trách nhiệm để cùng khống chế dịch nhanh nhất. Trao đổi trực tuyến với lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện bệnh viện có 827 người, gồm cả bác sĩ, nhân viên y tế, người phục vụ trong viện, bệnh nhân, người nhà, trong đó có 101 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Qua quá trình sàng lọc đã phát hiện một số trường hợp lây trong bệnh viện. Theo đánh giá ban đầu, nguồn lây là từ bệnh nhân. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 827 người và kết quả 400 mẫu đã âm tính. Có 14 trường hợp được ghi nhận là dương tính, trong đó có 2 nhân viên, 8 bệnh nhân điều trị bệnh khác không phải COVID và 4 người nhà. Còn 400 mẫu chưa có kết quả. Bệnh viện cũng đang rà soát lại toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân. Về thời gian phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị áp dụng biện pháp cách ly với bệnh viện từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, không tiếp nhận bệnh nhân khác vào điều trị trong thời gian này, chỉ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng để tập trung chống dịch. Các xe chuyên dụng thực hiện phun khử khuẩn ở thành phố Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên với tổng diện tích được phun khử khuẩn lên đến 30 ha, trọng tâm vào những nơi phát hiện có người dương tính với COVID-19 và các vị trí có nguy cơ cao như quán bar, karaoke, Sunny, cơ sở massage hoa sen, các khu vực, khu dân cư, bệnh viện đa khoa thành phố Phúc Yên, công ty cổ phần Vinatop, xã Xuân Lôi, xã Xuân Phong cùng một số vị trí trọng yếu khác. Đối với địa bàn quân khu 2, các khu vực mà khi có dịch thì lực lượng hóa học sẽ sẵn sàng cơ động đến các địa bàn trọng điểm khi có dịch để thực hiện cái nhiệm vụ phun khử khuẩn để bảo đảm trên địa bàn quân khu được an toàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, số lượng ca F1, F2 khá đông, nguy cơ lây nhiễm cao, khu vực cần cách ly tương đối nhiều, theo ước tính cần khoảng 500 giường bệnh. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị quân khu 2 chỉ đạo trường quân sự quân khu 2 và trường cao đẳng nghề làm công tác chuẩn bị, bàn giao cơ sở vật chất cho tỉnh Vĩnh Phúc, sẵn sàng đón nhận công dân cách ly trong địa bàn tỉnh và khu vực Hà Nội khi cần thiết. Lực lượng quân sự đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ, các đồng chí đã chủ động triển khai nhiệm vụ cũng như là chỉ đạo vận hành rất tốt các cái khu cách ly, và đến thời điểm hiện tại chúng ta đang đứng đây thì cũng là một cái địa điểm trường chuyên cũ của Vĩnh Phúc và mới được thiết lập cách đây khoảng 4 tiếng, và cái lực lượng của quân đội trong vòng khoảng 6 tiếng này đã cơ bản là hoàn thành được những khu cách ly, để sau một buổi chiều nữa thì chiều nay thì chúng ta sẽ có thể có đưa vào hoạt động một cách đảm bảo được các cái yêu cầu đề ra. Với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương của Bộ Chỉ huy Quân sự Quân khu 2 và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh đều đã được lực lượng chức năng phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ sở cách ly y tế tập trung cũng đã sẵn sàng hoạt động. Quân khu 2 cũng đã hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc về nhân sự tại các khu vực cách ly y tế, khu dân cư, khu công nghiệp, tại các chốt kiểm soát. Để
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, ngày hôm nay Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu từ 17 giờ chiều nay tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động thể dục thể thao, đóng cửa khu điểm du lịch. Đối với người dân địa phương ra khỏi địa bàn từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, phải khai báo y tế. Trên cơ sở phân loại của ngành y tế, tỉnh sẽ lấy mẫu xét nghiệm đối với những người đến những địa điểm có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện ca bệnh trong cộng đồng. Tỉnh cũng tạm thời chưa giải quyết cho ra khỏi khu cách ly đối với tất cả các trường hợp đã cách ly đủ 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính theo yêu cầu của Bộ Y tế. Đến nay, hơn 300 trường hợp F1, F2 tại Thái Bình có liên quan đến các ca bệnh COVID-19 đã có kết quả âm tính lần 1. Thưa quý vị, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối nay, đại diện Bộ Y tế Việt Nam cho biết vào ngày tới đây 15 tháng 5 sẽ tiêm hết toàn bộ số vaccine phòng COVID-19 đã nhập khẩu về. Đồng thời, những câu hỏi về thời điểm áp dụng hộ chiếu vaccine có tiếp tục cho chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hay không cũng đã được Bộ Y tế làm rõ. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, trên thế giới nhiều nước vẫn đang tiếp tục thảo luận về vấn đề hộ chiếu vaccine. Nhiều ý kiến cho rằng việc áp dụng hộ chiếu vaccine chỉ khả thi khi có được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% dân số được tiêm vaccine trở lên. Trong khi đó, chưa đủ bằng chứng về hiệu quả phòng ngừa của vaccine với các biến chủng mới. Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo, đề xuất chính phủ xem xét, quyết định thời điểm phù hợp với quan điểm an toàn cho người dân để đặt lên hàng đầu. Bởi vì như đã nói trên, các loại vaccine không có loại thuốc nào là có hiệu quả 100% cả. Khi áp dụng hộ chiếu vaccine, chúng ta cần phải lưu ý, xem xét và phải có những thông tin hết sức đầy đủ để áp dụng, triển khai. Trả lời câu hỏi có tiếp tục cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hay không, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định không cấm chuyên gia, song phải đúng người và thực sự hiệu quả với công việc và công tác phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng đã yêu cầu kích hoạt lại tổ công tác liên ngành gồm 5 bộ, quốc phòng, ngoại giao, công an, y tế, giao thông vận tải để xem xét từng trường hợp đưa chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam. Nguyên tắc hàng đầu là phải đảm bảo an toàn. Kết quả giải trình tự gen virus tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, 4 ca bệnh COVID-19 trong đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam hôm 18 tháng 4 nhiễm biến chủng virus biến thể Ấn Độ. Đã có một bệnh nhân Việt Nam lây COVID-19 từ đoàn. Ca bệnh bị lây nhiễm, bệnh nhân 2857 là lễ tân khách sạn Như Nguyệt 2 ở tỉnh Yên Bái, nơi cách ly tập trung nhóm chuyên gia này. Đây là những bệnh nhân nhiễm chủng biến thể Ấn Độ đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam. Tiếp đó, vào trưa ngày 4 tháng 5, kết quả xét nghiệm giải trình tự gen của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là những nhân viên quán Ba Sunny ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cũng thuộc chủng B.1.617 là biến thể của Ấn Độ. Biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ thuộc chủng B.1.617 chứa 13 đột biến khác nhau, trong đó có 2 đột biến nổi tiếng là L452R và E484Q. Đột biến kép L452R và E484Q có khả năng lây lan nhanh chóng, có thể là một trong những nguyên nhân khiến Ấn Độ đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng. Một số nghiên cứu cho thấy hai đột biến chính trong biến thể B.1.617 có thể trốn tránh hệ thống miễn dịch. Bởi vậy, vaccine COVID-19 có thể vẫn có tác dụng chống lại B.1.617 nhưng kém hiệu quả hơn. Cũng có những dấu hiệu cho thấy những người đã mắc COVID-19 có thể bị tái nhiễm với biến thể này, đặc biệt khi khả năng miễn dịch tự nhiên của họ suy yếu theo thời gian. Thế hệ virus SARS-CoV-2 trước đây thường nhân bản trong phổi, nhưng biến chủng của virus này có thể trú ngụ bất cứ nơi nào trong cơ thể, ví dụ ở cổ họng. Vì thế, nó lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Nguyên nhân dịch lan rộng mấy ngày qua một phần do các địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch. Thực tế, nhiều nơi đã có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là giám sát thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, trong đó có việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người.
tại Yên Bái, Hà Nam, Đà Nẵng chưa quản lý tốt khu cách ly, chưa có sự phối hợp quản lý các trường hợp sau khi cách ly, khiến dịch COVID-19 lây ra nhiều địa phương. Hiện các chủng ca bệnh trong cộng đồng đang là những quả bom, có thể bùng lên bất cứ lúc nào nếu không làm tốt công tác truy vết, cách ly, bởi các F1, F2 đã tỏa đi khắp cả nước. Đối với người dân, trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, trong cộng đồng đã có ca mắc COVID-19 mới. Các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng rất nhiều người vẫn chủ quan. Nhìn vào những bãi biển, khu du lịch từ Nam chí Bắc đông nghịt người khiến ai nấy đều hoảng sợ. Nếu như trong biển người ấy có một vài trường hợp mắc COVID-19, không biết cả nước sẽ truy vết thế nào, dịch bùng phát và lan rộng ra sao. Hiện nhiều địa phương tại nước ta đã ghi nhận chùm các bệnh trong cộng đồng. Do vậy, mỗi người phải nâng mức độ cảnh giác lên cao nhất để ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh. Thực hiện khuyến cáo 5K không khó, nhưng nếu lơ là, chủ quan sẽ phải trả giá đắt, thậm chí cả tính mạng của mình, của gia đình và cộng đồng. Hơn 400 tiểu thương hoạt động kinh doanh tại chợ Phước Mỹ được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tất cả những trường hợp này nghi ngờ có tiếp xúc và liên quan đến bệnh nhân 2989. Trước đó, bệnh nhân 2989 mắc COVID-19 đã đến chợ này mua đồ và tiếp xúc với nhiều tiểu thương tại chợ. Quá trình tiến hành lấy mẫu, tuân thủ chặt chẽ quy trình phòng chống dịch. Mở rộng thêm một số bà con ở quanh các tuyến đường ở chợ này, để làm sao đó là công tác xét nghiệm có kết quả sớm nhất và cũng mở rộng cái đối tượng, để đó là từ đó là cái thời gian mà truy vết đảm bảo kết quả nhanh nhất. Theo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, trên địa bàn quận có một điểm liên quan đến lịch trình đi lại của bệnh nhân 2989 là chợ Phước Mỹ. Tại đây, bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều tiểu thương tại chợ và đặc biệt những trường hợp này không đeo khẩu trang, không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch tại nơi công cộng. Vì vậy, ngành y tế cũng tiến hành lấy mẫu các hộ dân sống quanh chợ và yêu cầu hạn chế di chuyển. Xác định đây là điểm nguy cơ cao vì liên quan đến ca bệnh COVID-19, thì ngoài việc xét nghiệm đang được tiến hành khẩn trương, thì công tác truy vết, khoanh vùng dịch tễ với những người tiếp xúc có liên quan đến ca bệnh này cũng đang được ngành y tế quận Sơn Trà tiến hành. Cùng với đó thì tất cả những tiểu thương tại chợ Phước Mỹ sau khi được lấy mẫu xét nghiệm ngày hôm nay được yêu cầu cách ly tại nhà, không di chuyển ra khỏi nơi cư trú. Do nguy cơ lây nhiễm cao nên quận Sơn Trà đã khoanh vùng các khu dân cư quanh chợ và tiến hành phun xịt khử khuẩn môi trường để hạn chế mầm bệnh trong cộng đồng. Còn tại Lạng Sơn thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết là đã tiến hành phong tỏa toàn bộ bệnh viện phổi Lạng Sơn sau khi bệnh viện này tiếp nhận một bệnh nhân thường trú ở huyện Văn Lãng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm được bệnh viện xét nghiệm và khẳng định. Hiện tại thì bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục điều trị. Khi phong tỏa thì tổng số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị chăm sóc tại bệnh viện phổi Lạng Sơn là 350 người. Toàn bộ bệnh nhân cùng với người nhà và các cán bộ nhân viên bệnh viện sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 với phương châm xét nghiệm rộng, khoanh vùng hẹp. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay thì Bộ Y tế cũng đã quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày đối với các trường hợp F1 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Thời gian qua, với sự xuất hiện của những biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, các nhà khoa học đã phải nghiên cứu và đánh giá lại thời gian ủ bệnh của COVID-19. Và quyết định này của Bộ Y tế được đưa ra sau khi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học. Quyết định kéo dài thời gian cách ly sẽ được áp dụng ngay từ ngày hôm nay mùng 5 tháng 5. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly, thực hiện bàn giao những người thực hiện xong cách ly cho các địa phương nơi họ sinh sống theo đúng quy định, đồng thời cần thực hiện triệt để việc giám sát, theo dõi y tế đối với những trường hợp này trong 7 ngày tiếp theo. Cũng trong ngày 6 tháng 5, trước tình hình địa phương có thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 lây nhiễm từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức họp khẩn để cấp tốc triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Cả 3 bệnh nhân đều là người trong cùng một gia đình ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hảo. Ca bệnh đầu tiên được thông báo vào chiều ngày 5 tháng 5. Bệnh nhân đi chăm chồng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Vào tối ngày 28 tháng 4 thì về nhà với con gái và cháu ngoại. Đến sáng ngày 6 tháng 5, cả con gái và cháu của bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Hưng Yên xác định tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay rất phức tạp và khó lường. Do đó đề nghị lực lượng công an phối hợp với các cơ quan liên quan truy vết thần tốc,
lực lượng quân sự của tỉnh triển khai các phương án cách ly tập trung, nâng thời gian cách ly tập trung lên tối thiểu là 21 ngày, các khu giãn cách tối thiểu là 14 ngày và điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Đề xuất quân khu 3 hỗ trợ phương tiện phun khử khuẩn các khu vực phong tỏa, khu tập trung đông người trên diện rộng, yêu cầu ngành y tế huy động các đơn vị cấp huyện cùng vào cuộc với các đơn vị cấp tỉnh. Các địa phương tiếp tục quán triệt người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Các cơ quan và đơn vị bố trí 50% số người làm việc tại nhà, tiếp tục dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết như là hàng quán, vui chơi giải trí, cơ sở tôn giáo và các hoạt động tập trung đông người không quan trọng. Và đêm qua mùng 5 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên đã họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do trên địa bàn tỉnh đã có 7 trường hợp trở về sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 Kim Trung, Hà Nội, từ ngày 14 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 5. Bước đầu đã xác định được 7 trường hợp là các bệnh nhân vừa điều trị trở về trong các ngày cuối tháng mùng 4. Và 7 trường hợp này được xác định là cư trú tại huyện Tủa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên và Mường Ảng. Các trường hợp trên đã được khẩn trương đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp là người nhà của bệnh nhân, các trường hợp đã tiếp xúc gần khi các bệnh nhân về địa phương đang được khẩn trương xác minh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành kích hoạt lại các chốt chặn, đặc biệt là chốt chặn tại chân đèo Pha Đin, quốc lộ 6, khẩn trương tiến hành kiểm soát các hàng quán vỉa hè trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực thành phố, yêu cầu các địa phương chấp hành nghiêm việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết, vận động những người có liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khẩn trương tiến hành khai báo. Ngành y tế khẩn trương chuẩn bị các điều kiện và sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để ứng phó với trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Và liên quan đến các 6 ca nhiễm COVID-19 tại quán bar karaoke Sunny, khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hơn 3.000 người dân sinh sống tại khu đô thị Đồng Sơn. Sau khi đánh giá quy mô lượng mẫu lấy xét nghiệm, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng phục vụ cho công tác lấy mẫu, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự cũng như là tránh tình trạng tập trung đông người, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. Mẫu xét nghiệm được lấy khẩn cấp và hoàn tất việc lấy mẫu ngay trong chiều ngày 5 tháng 5. Trước đó, sau khi Bộ Y tế công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 tại quán bar karaoke thành phố Phúc Yên đã truy vết thần tốc tất cả các trường hợp liên quan và đưa đi cách ly tập trung. Cùng với đó, thành phố Phúc Yên cũng đã thành lập 11 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh và tổ chức phun khử khuẩn, làm sạch môi trường tại khu đô thị Đồng Sơn và các khu vực có nguy cơ trên địa bàn thành phố. Sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, vào sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp triển khai các giải pháp khẩn cấp ứng phó với dịch. Tỉnh Thái Bình đã quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 6 tháng 5. 5 ca dương tính tại Thái Bình đều có liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, và trong đó thì có 1 ca trú tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Sương, 1 ca trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư và chùm 3 ca bệnh là mẹ con, trú tại xã Hồng Dũng và xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy. Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triển khai các giải pháp khẩn cấp ứng phó với dịch, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và người dân địa phương quyết tâm khẩn trương khẩn cấp thần tốc phòng chống dịch, nâng mức độ phòng chống dịch lên cao nhất, khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính, đồng thời ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng là F1, F2. Tỉnh Thái Bình quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 12 giờ ngày hôm nay theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kích hoạt hoạt động của các tổ tự quản, tự kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các cơ sở, ngành địa phương, đoàn thể dừng ngay các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, thời gian thực hiện bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 6 tháng 5 để đảm bảo việc phòng chống dịch. Các dịch vụ dừng hoạt động bao gồm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, sông hơi, massage, phòng tập thể thao, phòng tập gym, yoga, bia, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet cộng đồng. Thời gian thực hiện dừng hoạt động bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 6 tháng 5 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại. Các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, cà phê, chợ dân sinh và các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác còn lại được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K. Chủ cơ sở phải ghi chép và lưu giữ toàn bộ thông tin của tất cả nhân viên và khách hàng. Bên cạnh đó thì có hoạt động tập trung đông người như là đám cưới, đám tang, du lịch tham quan, gặp mặt, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cần phải hạn chế và đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19. Thủ đô Viên Chăn và tỉnh Bò Kẹo tiếp tục là hai khu vực có số ca mắc cao nhất, lần lượt là 19 và 15 ca. Dù số ca mắc mới khá cao, song việc số tỉnh phát hiện ca mắc mới ngày càng ít, cho thấy những biện pháp quyết liệt của chính phủ và sự tuân thủ của người dân đã giúp phần nào hạn chế tốc độ lây lan của dịch. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn và kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ hai, chính phủ Lào tối mùng 4 tháng 5 đã quyết định gia hạn thời gian phong tỏa thủ đô Viên Chăn thêm 15 ngày, kéo dài đến hết ngày 20 tháng 5. Tính tới thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận 1.072 ca mắc COVID-19, trong đó đã chữa khỏi cho 99 người và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Còn tại Quảng Ninh, vào tối qua, thì đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Móng Cái đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Đông Nhi có địa chỉ ở khu 8, phường Hải Hòa, đã phát hiện nhóm thanh niên gồm 8 người, bất chấp quy định trong phòng chống dịch COVID-19, vẫn tụ tập hát karaoke. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đề nghị thành phố Móng Cái ra quyết định xử phạt đối với chủ cơ sở 15 triệu đồng, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở kinh doanh này. Giao cho Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa xử phạt 8 khách hát với lỗi không đeo khẩu trang, tổng số tiền phạt 16 triệu đồng, đồng thời thực hiện ngay biện pháp cách ly y tế tập trung buộc trả phí đối với 8 người này. Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh tạm dừng các hoạt động của các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường. Hành vi vi phạm các quy định trên đã được chính quyền thành phố Móng Cái xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 được hiệu quả và an toàn. Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành là nơi phát hiện 6 ca mắc COVID-19 vào ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5. Tất cả các trường hợp này đều liên quan đến bệnh viện nhiệt đới trung ương. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, huyện Thuận Thành đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, đồng thời cách ly toàn bộ xã Mão Điền, thành lập 8 tổ kiểm soát y tế tại đây. Tôi coi như nhận được cái tin coi như 6 người bị mắc bệnh COVID ở tại xã, thì chúng tôi coi như khẩn trương thành lập chốt ngay để coi như không cho coi như những người ở coi như địa phương đi ra ngoài, và những người ở địa phương mà đã coi như ở công ty thì cho về nhà, thì với hình thức là coi như được về nhà nhưng hôm sau không đi nữa. Đến thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin là có 6 ca F0 và 120 ca F1, 150 ca F2. Với cái thời điểm là đến hiện tại thì còn tiếp tục đang tiếp tục truy vết tiếp. Và khi chúng tôi nhận được thông tin có F0 thì chúng tôi đã ngay buổi sáng nay chúng tôi đã cho khoanh vùng 8 thôn của xã Mão Điền. Trong khi đó, huyện Tiên Du được xác định là địa bàn phức tạp nhất tỉnh Bắc Ninh về tình hình dịch bệnh, với 2 ca mắc COVID-19 có tình hình dịch tễ khá phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng là rất lớn do tiếp xúc với nhiều người từng điều trị triệu chứng sốt, ho trong thời gian dài tại địa phương. Hiện huyện Tiên Du đã phong tỏa toàn bộ thôn Kiều với hơn 1.300 nhân khẩu. Vì đối với trường hợp bệnh nhân này là điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương 2, trở về địa phương và có một thời gian dài nằm điều trị ở các cái tuyến bệnh viện khác, nên cái việc đến thăm thân của người thân, bà con tròm xóm láng giềng rất đông, và đặc biệt là một số trường hợp có tiếp xúc ở các công ty, khả năng lượng tiếp xúc sẽ lớn. Thì chúng tôi chiều nay, trong buổi chiều nay, phối hợp CDC của tỉnh, trung tâm y tế, các lực lượng tiếp tục cho truy vết và xét nghiệm làm sao có kết quả sớm nhất để có phương án xử lý tốt nhất. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã truy vết, rà soát, xác minh được 2.732 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân, trong đó có 354 trường hợp F1, 2.369 trường hợp F2, đồng thời lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thiết lập vùng cách ly y tế tại một số nơi thuộc huyện Tiên Du, Thuận Thành, Lương Tài và thị xã Tử Sơn.
Thưa quý vị, sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, vào ngày 6 tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, nơi được xác định là có ca chùm bệnh nhân là mẹ con trong cùng một gia đình. Tại điểm kiểm tra, thì lãnh đạo tỉnh Thái Bình yêu cầu chính quyền các cấp từ thôn, xã, huyện đều phải quyết liệt khẩn trương khoanh vùng dập dịch, dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu, kiểm soát chặt chẽ người ra vào, các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thôn thực hiện 24/24. Đặc biệt tại thôn Đông Hòa, xã Hồng Dũng, nơi ghi nhận ca bệnh dương tính, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương này vừa thực hiện phong tỏa vừa thực hiện cách ly xã hội, tránh lây nhiễm cho cộng đồng thành một ổ dịch lớn. Ngành y tế thực hiện ngay việc lấy mẫu xét nghiệm trong thôn Đông Hòa càng nhanh càng tốt, sớm phát hiện các ca lây nhiễm và thần tốc truy vết các F1, F2 tại địa phương. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Bình ghi nhận ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh cũng quyết định thực hiện giãn cách xã hội từ 12 giờ ngày 6 tháng 5 và phong tỏa ngay các thôn có ca dương tính. Và cũng trong sáng nay, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, đều là các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Trung, Đông Anh. 4 trường hợp bao gồm có một phụ nữ 44 tuổi ở Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội là con gái đi chăm mẹ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 3 trường hợp còn lại là ở Sóc Sơn, trong đó có 2 trường hợp là F1 của nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Sen ở Vĩnh Phúc. 1 trường hợp là nữ 61 tuổi đi chăm con gái ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sở Y tế đề nghị tất cả những người đã từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và điều trị bệnh, chăm sóc bệnh nhân, thăm bệnh nhân từ ngày 14 tháng 4 đến nay, cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, hoặc là gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch 0969 082 115, 0949 396 115. Kể từ 12 giờ ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tạm dừng hoạt động tham quan du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, các di tích và danh thắng, bao gồm cả Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, các tuyến du lịch biển đảo. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K tại quảng trường, công viên, vườn hoa. Các di tích là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng không đón khách tham quan, thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng nội bộ không tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu từ 1 đến 2 mét theo quy định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khách. Và trước đó, trong ngày 3 tháng 5, Quảng Ninh đã thực hiện biện pháp cách ly tạm thời toàn bộ hành khách của con tàu Ambassador Cruise, một tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long do trên tàu có một nhân viên bộ phận bếp là F1 của các ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch ở tỉnh Hà Nam. Và mặc dù nhân viên bộ phận bếp và toàn bộ nhân viên phục vụ tàu đã có xét nghiệm lần 1 là âm tính, song 162 hành khách và 60 nhân viên phục vụ trên tàu này thì vẫn được theo dõi, cách ly theo quy định. Liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, trong chiều ngày 5 tháng 5, Quảng Ninh đã phong tỏa một số nơi có liên quan đến ca mắc COVID-19 là người Quảng Ninh đang điều trị tại bệnh viện này. Xác định được 2 trường hợp F1 và hơn 10 trường hợp F2 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly theo quy định. Cũng liên quan tới các ca dương tính, Sở Y tế của tỉnh Tuyên Quang cho biết 16 trường hợp là F1 trở về địa phương từ các vùng đang có dịch COVID-19 là Yên Bái, Vĩnh Phúc và Hà Nội sau khi lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính. Trong đó có 11 trường hợp âm tính lần 1, 5 trường hợp âm tính lần 2. Tất cả các trường hợp F1 đang được cách ly, giám sát y tế. Lực lượng chức năng cũng đã truy vết thần tốc, xác định được 517 trường hợp F2, F3. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục rà soát, truy vết, lập danh sách tất cả các trường hợp đi về từ vùng có dịch liên quan đến các ca bệnh để lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly, giám sát y tế theo quy định. Y tế đã thông báo bước đầu xác minh nguồn lây của ca nhiễm là một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Theo đó, Bộ Y tế đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân hiện đang có mặt tại bệnh viện. Bước đầu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhận định đây là chùm ca bệnh COVID-19 do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú của bệnh viện tại cơ sở Đông Anh. Do đó, Bộ đã chỉ đạo bệnh viện lập tức khoanh vùng, tổ chức cách ly đối với các khoa phòng của bệnh viện và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu ngay từ hôm nay. Đồng thời cần rà soát toàn bộ các quy trình phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện, không để xảy ra các ca lây nhiễm mới trong bệnh viện. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng thông tin về đoàn công tác sang hỗ trợ nước bạn Lào do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã trở về Việt Nam. Hiện Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và các thành viên đoàn công tác đã thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Kết quả xét nghiệm COVID-19 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và những người tiếp xúc gần đã cho kết quả âm tính.
Trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam, vào chiều ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó. Trước đó, thì Hải Dương cũng đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 và 3 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Và sáng ngày hôm nay thì thêm 1 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong tình hình hiện nay thì lãnh đạo tỉnh Hải Dương xác định là giải pháp ứng phó với đợt dịch này chính là khoanh vùng rộng, truy vết thần tốc, xét nghiệm thật nhanh, cách ly thật chặt chẽ, phong tỏa thật gọn, điều trị hiệu quả theo tinh thần là chủ động, quyết liệt, sáng tạo, 4 tại chỗ và 5 rõ, gắn công tác chống dịch với trách nhiệm người đứng đầu. Hải Dương triển khai ngay các biện pháp cấp bách, tập trung cao độ để chặn đứng nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tỉnh cũng sẽ xem xét quyết định áp dụng một số biện pháp về giãn cách xã hội, chuẩn bị các địa điểm cho cách ly tập trung và tuyệt đối không để lây nhiễm chéo. Tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp không chấp hành thông điệp 5K, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các doanh nghiệp. Chung cư Florence tại 28 Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, trước đó đã phát hiện 46 người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện địa điểm này có nhiều căn hộ cho thuê dưới dạng phòng nghỉ nhưng không đăng ký kinh doanh. Cư dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép là chúng tôi rất là hoang mang. Nhưng tuy nhiên là cư dân sống tại đây, chúng tôi rất tin tưởng vào sự quản lý của cảnh sát khu vực. Không vào những cái cơ sở được đăng ký với nhà nước như là cơ khách sạn, nhà nghỉ mà họ có những cái thủ đoạn như là móc nối, kết nối với những hộ có nhà cho thuê, rồi là cho người nước ngoài thuê, không được đăng ký kinh doanh. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, lực lượng công an đã tăng cường công tác rà soát địa bàn, nắm và quản lý nhân hộ khẩu, đặc biệt là quản lý chặt các cơ sở lưu trú. Tất cả những cơ sở này đều phải đăng ký khai báo tạm trú online cho người nước ngoài trên hệ thống của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh. Và tất cả những trường hợp không có hộ chiếu sẽ bị xử lý. Và nếu trong trường hợp mà hộ chiếu không có hộ chiếu thì chúng tôi không check in. Hoặc là những hộ chiếu mà không thời visa, không còn thời hạn thì chúng tôi cũng không check in. Và những trường hợp như vậy thì chúng tôi sẽ báo trực tiếp cho công an phường để họ xử lý. Chúng tôi đã cho rà soát và cam tất cả cơ sở cam kết. Còn đối với các căn hộ dịch vụ mà hiện nay là đang cho thuê ở các tòa chung cư, mà nhất là những khu mà ví dụ như là khu chung cư Vinhome Greenbay hoặc là khu West Point hoặc là khu chung cư Golden Place thì ước tính cái lượng căn hộ là phải rơi vào khoảng trên 2.000 căn. Đây là một cái mà rất là khó khăn trong công tác quản lý. Công an phường vừa rồi cũng đã đi rà soát gần như là toàn bộ các cơ sở này. Việc tăng cường rà soát địa bàn đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp cư trú bất hợp pháp và nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, các đối tượng nhập cảnh trái phép thường lén lút và dùng nhiều thủ đoạn để qua mắt các cơ quan chức năng. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp quản lý cư trú là hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện những lỗ hổng trong cư trú và chủ động các biện pháp quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm. Vâng, và theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thì qua rà soát sơ bộ, kể từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có 58 người dân từng đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương truy vết và yêu cầu tất cả những trường hợp người dân trên địa bàn tỉnh đi về và đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 14 tháng 4 cho đến nay phải liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện chưa ghi nhận ca bệnh dương tính với COVID-19, còn trên địa bàn tỉnh hiện có 16 ca F1, trong đó 5 ca F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, 11 ca F1 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 16 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung theo quy định. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch tái bùng phát trong cộng đồng, dư luận đặt câu hỏi là tại sao lại xuất hiện nguồn lây nhiễm và trách nhiệm thuộc về ai? Dư luận cũng bức xúc trước các hành động vô ý thức, ích kỷ của nhiều cá nhân trong thời gian qua, tiềm ẩn nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Và trước tình hình trên, các cơ quan chức năng đang vào cuộc mạnh mẽ và xử lý thích đáng với các cá nhân vi phạm quy tắc phòng dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa cho biết đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại tỉnh. Theo đó, tỉnh đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo điều 240 của Bộ luật hình sự, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngụy Cao Phi, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.
kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Lý. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc, trạm trưởng trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Trước tình hình dịch COVID-19 ở các nước xung quanh Việt Nam đang diễn biến phức tạp, gần đây tại một số địa phương đã xuất hiện các chùm ca bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các viện đầu ngành tiến hành giải trình tự gen của những người mới mắc COVID-19 để đánh giá về nguy cơ, xác định nguồn gốc, có các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống dịch phù hợp. Cụ thể, Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là nhân viên quán bar Karaoke Sunny. Kết quả cho thấy họ mắc virus thuộc chủng B.1.617.2 là biến thể của virus tại Ấn Độ. Hà Nam lấy 6 mẫu, Hưng Yên lấy 2 mẫu, Hà Tĩnh lấy 2 mẫu là 2 bệnh nhân mắc COVID-19 từ Lào sang Việt Nam qua đường bộ. Đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7 là virus biến thể tại Anh. Trong sáng ngày 4 tháng 5, Bộ Y tế đã có công bố về ca bệnh 2985 có liên quan dịch tễ ngồi gần hai chuyên gia Trung Quốc trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội vào ngày 29 tháng 4. Liên quan đến ca bệnh này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, trường hợp ca bệnh 2985 được tính là tiếp xúc gần và có khả năng bị lây COVID-19 từ ca bệnh ngồi trên máy bay. Khi ngồi gần ca bệnh, họ ho, nói chuyện, hắt hơi, có thể làm phát tán mầm bệnh. Ngoài ra mầm bệnh có thể có trên bề mặt tay vịn, nắm cửa nhà vệ sinh. Và nếu một người chạm tay vào các bề mặt đó, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng thì cũng có thể lây nhiễm virus. Do đó, chuyên gia khuyến cáo để phòng chống dịch COVID-19, ngoài các biện pháp do hãng hàng không áp dụng về vệ sinh khử khuẩn, thì bản thân mỗi hành khách cần tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng hộ cá nhân và quan trọng nhất là đeo khẩu trang và khử khuẩn. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay, sau khi phải phong tỏa bệnh viện phổi Lạng Sơn do bệnh viện đã tiếp nhận và khám sàng lọc phát hiện một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các đơn vị trên địa bàn tỉnh phải kích hoạt ngay tất cả các phương án và biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Lực lượng chức năng thực hiện truy vết thần tốc, cách ly an toàn các trường hợp liên quan đến ca bệnh, tiếp tục tăng cường đa dạng các hình thức tuyên truyền về công tác phòng chống dịch để nâng cao ý thức và trách nhiệm của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Y tế thường xuyên kiểm tra và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Khu vực phong tỏa có hơn 30 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu, phần lớn đều có tiếp xúc gần với bệnh nhân nam nói trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng lẫn người dân không được chủ quan lơ là, phải xem việc phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp thiết quan trọng nhất hiện nay. Tỉnh đang chuyển trạng thái từ cái là tỉnh không có dịch thành tỉnh có dịch, và chúng tôi chỉ đạo triển khai thực hiện các cái biện pháp mạnh, quyết liệt, đồng bộ. Trong đó yêu cầu tất cả các sở ngành và các địa phương phải đặt cái vấn đề là chủ động trong cái phòng chống dịch. Ngành y tế của tỉnh cũng đã triển khai kịp thời các biện pháp khoanh vùng, phun thuốc khử trùng, xử lý ổ dịch, đồng thời tiến hành công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những trường hợp được xác định là F1, F2. Chúng tôi đã triển khai phối hợp với các trung tâm y tế mà có những trường hợp F1 và có ca F0, triển khai lấy mẫu bệnh phẩm. Với tinh thần là chúng ta phong tỏa cái diện hẹp nhưng mà lấy mẫu bệnh phẩm, lấy mẫu xét nghiệm trên một diện rộng. Đối với xã Định Kỳ mà nơi có ca F0 thì với tinh thần chỉ đạo chung là chúng tôi phải lấy tất tần tật các cái mẫu của người dân, các mẫu xét nghiệm, các mẫu bệnh phẩm. Được biết, lịch sử di chuyển của trường hợp dương tính lần một với SARS-CoV-2 rất phức tạp, tình hình dịch COVID-19 sẽ diễn biến khó lường. Chính vì vậy, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức bản thân, nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh về phòng chống dịch.
Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết tính đến hết ngày 29 tháng 4, tỉnh đã hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 và là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành việc tiêm vaccine đợt này. Theo đó, từ ngày 12 tháng 4 tới ngày 29 tháng 4 năm 2021, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 15.960 người, trong đó có 14.056 người được tiêm mũi 1, 1.904 người được tiêm mũi thứ 2. Hiện tại, sức khỏe của những người đã tiêm phòng đều ổn định, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Nhóm đối tượng ưu tiên tiêm đợt 2 gồm cán bộ làm việc tại cơ sở y tế, lực lượng công an, quân đội, cán bộ làm việc tại đơn vị hành chính tiếp xúc với nhiều người, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, tổ COVID-19 cộng đồng, phóng viên các cơ quan báo chí và truyền thông. Bộ Y tế cho biết tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo điều hành. Vì vậy, Bộ Y tế đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vấn đề tổ chức tiêm chủng trên địa bàn toàn quốc. Tới đây khi có vaccine, chúng ta sẽ có hàng chục nghìn điểm tiêm vaccine. Một trong những điểm khác với nhiều nước là chúng ta tổ chức quy trình tiêm chủng rất chặt chẽ, rất cẩn thận, được triển khai ở cấp độ an toàn cao nhất. Các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 phải đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, thực hiện khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng và tổ chức buổi tiêm chủng an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người đi tiêm vaccine phải ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm để theo dõi tình hình sức khỏe. Đến nay, Việt Nam đã tiêm cho 675.956 người. Theo ghi nhận, có 16% phản ứng thông thường sau tiêm như đau tại chỗ, sốt nhẹ. Triệu chứng này hết sau 24 giờ. Tỷ lệ này thấp hơn so với các nước trên thế giới. Theo kế hoạch, đến ngày 10 tháng 5, chương trình COVAX sẽ cung cấp 1,6 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam để tiếp tục tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 của Chính phủ. Còn tại phiên họp thường kỳ sáng qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế có phương án ứng phó với mọi tình huống dịch. Bộ Y tế cũng cần chủ động tiếp cận nhiều nguồn vaccine, xét nghiệm nhanh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine hiện đang có. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến 15 tháng 5 tới, toàn bộ số vaccine sẽ được tiêm, đảm bảo an toàn, không để vaccine quá hạn, công khai việc tiêm vaccine trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân giám sát, đồng thời xây dựng đề án nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vaccine và huy động nguồn lực để thực hiện. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19 ở trong nước và ở Campuchia, quốc gia có gần 100 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh An Giang của Việt Nam, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã họp khẩn bàn phương án phòng chống dịch bệnh. Báo cáo nhanh tại cuộc họp, Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết hiện đã chuẩn bị khu điều trị COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị khu điều trị COVID-19 cho các huyện biên giới, khả năng thu dung điều trị của tỉnh khoảng 292 giường. Tỉnh đang chờ mua thêm trang thiết bị xét nghiệm COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh tại thành phố Châu Đốc và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Nếu hai đơn vị này được đưa vào hoạt động, thì tổng số mẫu xét nghiệm của tỉnh có thể đạt từ 1.200 đến 1.500 mẫu mỗi ngày. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đề xuất các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh, nhất là việc không mang khẩu trang ở nơi công cộng. Với việc dỡ bỏ phong tỏa, công nhân các nhà máy ở Phnom Penh và tỉnh Kanda đã được phép đi làm luân phiên 2 tuần trong tháng. Những nhà máy đã có 80% công nhân được tiêm vaccine COVID-19, dù là mũi đầu tiên sẽ được miễn áp dụng quy định này, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ, chúng tôi có thể làm việc để nuôi sống gia đình. Theo văn bản hướng dẫn chi tiết hoạt động sau dỡ bỏ phong tỏa, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã phân chia các vùng theo màu để quản lý. Cụ thể, khu vực vàng cho phép đi lại bình thường và phần lớn hoạt động kinh doanh được mở lại. Trong khi đó, người dân khu vực đỏ và khu vực vàng sậm sẽ phải ở trong nhà trừ những hoạt động đi lại thiết yếu. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm vẫn được áp dụng từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau với mọi khu vực. Tính đến trưa 6 tháng 5, Bộ Y tế Campuchia cho biết đã ghi nhận 650 ca mắc mới. Nhịp sống bình thường đang dần trở lại với thủ đô Phnom Penh trừ các khu vực đỏ và vàng sậm. Tính đến ngày 6 tháng 5, Campuchia đã tiêm chủng cho khoảng hơn 1,5 triệu người, tương ứng 15% dân số. Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Campuchia có kế hoạch tiêm chủng cho khoảng 10 triệu người dân. Vào cuối tháng 4 năm 2021, Campuchia xếp thứ hai trong khối ASEAN về số lượng người dân được tiêm chủng, chỉ xếp sau Singapore. Trần Long, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Campuchia. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 5 tới đây, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội Yên Bái và Hà Nội Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những hành khách đã mua vé đi tuyến này với các mã tàu là IB3, IB4, HP1 và LP2 trong những ngày tàu ngừng chạy sẽ được trả vé mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào.
Trước đó, thì ngày 3 tháng 5, tỉnh Yên Bái đã có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19. Vào cùng ngày, thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã phong tỏa khách sạn Pao ở phường Cầu Mây, nơi nữ bệnh nhân số 2998 lưu trú trong dịp lễ vừa qua. Toàn bộ nhân viên khách sạn cũng đã được yêu cầu cách ly tại chỗ. Lực lượng y tế đã tổ chức phun khử khuẩn tất cả các điểm đến của nữ bệnh nhân 2998. Thị xã Sapa cũng đã kích hoạt toàn bộ đội phản ứng nhanh, nâng cấp phòng chống dịch lên một cấp và thành lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại khu vực đèo Âu Quy Hồ. Trước đó, vào sáng ngày 5 tháng 5, tỉnh Lào Cai đã nhận thông báo về trường hợp bệnh nhân 2998 đi chuyến bay VN160 ngày 29 tháng 4 với hai chuyên gia ở Trung Quốc đã dương tính với SARS-CoV-2. Khi đi du lịch đến Sapa, bệnh nhân có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp. Theo thông tin tại hội nghị của Sở Y tế Bắc Ninh, đến 9 giờ ngày 6 tháng 5, Bắc Ninh đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, gồm bệnh nhân số 3040 là NDV sinh năm 1973 và bệnh nhân số 3043 là PTH. Hai bệnh nhân trên là hai mẹ con cùng trú quán tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, bệnh nhân 3040 đến chăm nuôi con ốm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Cả hai bệnh nhân này đều có lịch trình di chuyển phức tạp. Trong đêm thì đã chạy tất cả là 926 mẫu xét nghiệm. Và bây giờ thì với cái kết quả như này thì chúng ta sẽ phải tổ chức sớm truy vết tại thành phố, tại Thuận Thành và tại Tiên Du. Ở đây là Tiên Du sẽ là căng thẳng nhất ạ. Vì các ca của Tiên Du là đều theo như cái lịch trình đi lại của cái ông tên Vinh, cũng như là cái ca tên Thùy Linh chúng tôi đang nghi mắc là cũng khá phức tạp ạ. Qua rà soát các trường hợp liên quan đến hai bệnh nhân và những người đã từng đi đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, tỉnh Bắc Ninh phát hiện thêm 7 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm một trường hợp tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, có liên quan đến bệnh nhân 3040 và 6 trường hợp tại huyện Thuận Thành đang được cách ly tập trung liên quan tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Ta cần phải bình tĩnh để xử lý chuẩn xác. Và chỉ có những cái xử lý chuẩn xác thì có bình tĩnh thì mới có một cái giải quyết một cái hiệu quả nó mới tốt hơn. Rồi cũng đề nghị là y tế các đồng chí cho thực hiện cái xét nghiệm rộng và ưu tiên ở những cái xã, những cái địa bàn mà có ca nhiễm và có những cái ca nghi nhiễm. Trước đó, tối 5 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Lương Tài và thị xã Từ Sơn. Cả 2 ca này đều có liên quan tới chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh, đồng thời quyết định cho học sinh các cấp tạm thời nghỉ học từ ngày 6 tháng 5. Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sau khi lấy mẫu xét nghiệm với 827 trường hợp có mặt tại bệnh viện, kết quả đã ghi nhận 41 trường hợp dương tính, còn lại âm tính. Trong đó, Hà Nội có 8 ca, 33 ca còn lại ở các địa phương khác. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc tại ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 42 ca. Thành phố đã tiến hành phong tỏa tạm thời 10 khu vực ở 7 quận huyện, thị xã, xác định được 443 F1. Trong đó đã có 2.621 trường hợp mà tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, thì hơn 2.000 cái trường hợp này chúng tôi cũng đang và rà soát tới các quận huyện để mà tiếp tục khoanh vùng, bao vây và có những cái biện pháp trong công tác phòng chống dịch. Chợ đầu mối này, bến xe này, những cái khu vực xung quanh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chỗ Kim Trung, hoặc những cái khu công nghiệp, còn rồi những khu có nhiều các cái quán bar karaoke, còn rồi những cái khu có người nước ngoài vân vân, thì chúng tôi tiến hành làm các xét nghiệm để đánh giá. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trong khi đó nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây, tỷ lệ F1 trở thành F0 cao. Vì vậy, bên cạnh việc khẩn trương rà soát những người đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 14 tháng 4 đến 5 tháng 5, thần tốc khoanh vùng truy vết các trường hợp liên quan ca nhiễm, Ban chỉ đạo thành phố yêu cầu người dân hợp tác chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Những người liên quan đến các khu vực Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, tôi lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đó, yêu cầu chủ động cách ly y tế tại nhà và tổ chức cách ly hết sức là nghiêm túc, tránh cái việc cách ly ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng rất là bài bản, đầy đủ các lực lượng, bên trong thì người dân vẫn tiếp xúc với nhau.
Đến nay, hơn 200 trường hợp nhập cảnh trái phép đã được phát hiện. Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép, cơ sở lưu trú có chứa